Hành trình của mình bắt đầu vào lúc 10:30 tối ngày 30 tháng 6. Xe chạy khoảng tầm 6 tiếng nên 5:30 sáng thì mình đã có mặt ở Sapa rồi. Thời tiết Sapa lúc này khá là đẹp, trời không mưa và có rất nhiều mây bao quanh núi và thung lũng. Từ trung tâm thị trấn Sapa về bản Tả Van là khoảng tầm 7 km. Anh lái xe rất là nhiệt tình và dễ thương nên là mọi người có thể book anh ấy khi tới đây nha. Về homestay thì mình đã ngủ tiếp tới 11 giờ trưa bởi vì sáng hôm đó thì trời cũng mưa và mình cũng say xe nên mình không đi đâu cả. Đây là view từ phòng mình nhìn thẳng xuống dưới bản Tả Van, ở phía bên tay phải thì có cả những nương ngô nữa. Homestay được thiết kế theo kiểu phong cách dân tộc, nhà gỗ rất là xinh và mình thấy còn có view đẹp nhất ở bản Tả Van nữa. Phòng ngủ của mình có một cửa sổ lớn và sẽ view thẳng ra núi luôn. Bữa trưa đầu tiên của mình tại Sapa là món cơm rang thập cẩm, cơm bằng gạo nương ăn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ đi theo con đường này để xuống đền cung. Ở đền người ta có hồ đồng ấy. Khuôn mặt bị vật bởi thuốc say xe, hơi sưng. Trông nó có vẻ hơi nâu hốt với mọi người. Chắc là vẫn đi được thôi. Đây này. Điểm đến của mình là đây. Mọi thấy không? Đây là cảnh phía sau lưng mình. Ở đâu nhiều? Nhiều em bé quá trời luôn. Nhà ở đâu đây? Lao Chải hả? Đi có xa không? Thế cô đi một vòng bản à? Cô định đi một vòng đi bộ. Đi đường nào vậy? Đi đường này. Cô cứ theo bọn cháu dẫn hướng dẫn cô đi. À, cũng được. Nhà bé đấy xíu. 6 tuổi thôi. Lớp 1 hả? Xinh. Đây, đây, đây. Trời ơi, tôi đi du lịch một mình đấy mọi người ơi. Nói gì ấy, chị không có hiểu. Bảo là biết rồi, yêu nhau xong rồi, yêu nhau xong rồi nó ba đi làm vợ ấy, không chia tay rồi, rồi con gái không thích xong rồi con trai lại bắt về. À thế hả? Nếu bố mẹ đồng ý thì yêu luôn ấy. Được là vợ nhiều mà con gái không đồng ý cũng có phải mấy yêu người không thế nào. Thế hả? Mấy người thì đến tận chỗ nhà hỏi. Tiếng Mông xin chào. No rồng. Đúng chưa? No rồng. À, đáng yêu ghê. Càng đi lại càng từ đông. Mình sẽ đi tham quan cầu mây dưới sự hướng dẫn của các em bé này. Cầu mây là một địa điểm tham quan nằm trong bản Tả Van, vé vào cửa là 20.000 một người. Cầu mây bây giờ thì chỉ sử dụng cho mục đích tham quan du lịch thôi chứ không sử dụng cho mục đích di chuyển nữa. Nhìn bên ngoài thì cây cầu này khá là cổ kính, mình thấy thì phần dây treo này vẫn rất là chắc chắn, tuy nhiên thì mình vẫn không dám bước lên bởi vì cảm giác nó chồng chành và nó hơi sợ ấy. Đó là địa điểm tham quan cầu mây thì chỉ có như vậy thôi chứ không có gì nhiều hơn đâu. Tiếp tục hành trình dạo quanh bản Tả Van xinh đẹp, càng ngày đi thì càng đông các em bé đi theo mình ấy mọi người. Đây là tôi đi check-in vào đôi dép của tôi các bạn ơi. Đúng là đi vào rừng thật. Yêu quá, để tặng hai bông hoa. Mình trái tim. Đây là của hai em bé này tặng cho tôi. Phát hiện ra một chiếc tổ ong. Thôi mọi người cẩn thận, không bị nó đốt đấy. Tiếp tục thôi. A few moments later. Bắt cái tổ ong ở đấy luôn. Ai bắt? Ai là người bắt? Em. Kia. Đánh dưới. Bạn kia là người bắt. Trời ơi, cần sau coi chừng nó cắn đấy nhá. Mình thực sự không nhớ là mình đã đi qua những con đường nào, bởi vì từ nãy đến giờ thì mình hoàn toàn đi theo sự dẫn đường của những bạn nhỏ này. Các bạn nhỏ rất là dễ thương và ngoan nữa. Ở Sapa thì trẻ con vẫn được đi học, nhưng mà hình như là không được học nhiều lắm, bởi vì em bé lớn nhất ở đây mình hỏi thì là học đến lớp 9 là không được đi học nữa rồi. Bây giờ thì mình đang đi qua Lá Dao Homestay. Đây là một trong những homestay được mọi người review là đẹp nhất ở bản Tả Van.
homestay này cũng được thiết kế theo phong cách nhà sàn gỗ và được trồng rất là nhiều cây trang trí ở xung quanh nữa. Ngoài việc là lưu trú ra thì ở đây cũng có phục vụ cà phê, nước uống và đồ ăn cho mọi người luôn. Là Giao thì nằm ở trung tâm bản Thả Van nên là view của nó sẽ thấp hơn view ở Mường Hoa River View homestay của mình một chút. Ở đây mọi người có thể vào tham quan tự do mà không cần mua gì cả cũng được nha. Nỗi sợ duy nhất khi đi xung quanh bản Tà Van đó chính là rất nhiều chó, bởi vì mình rất là sợ nó cắn ấy. Tiếp theo thì mình đi qua một con suối này chính là con suối mà dưới homestay của mình có thể nhìn thấy được đấy. Xuống suối để chơi. Với cái đôi dép này thì mình không biết có xuống được không. Nhưng mà đi gần đâu không ngã đấy. Lại là một hành trình. Một trải nghiệm khá là vui vẻ và thích thú khi chơi đùa bên bờ suối cùng các bạn nhỏ. Mình không nghĩ là chuyến đi du lịch này thì mình đi một mình đâu, bởi vì lúc nào bên cạnh mình cũng có những người đồng hành ý. Nước ở trong đây á hả? Uống như thế này? Có. Một tròn nước này. Này. Ăn. Ồ, oh, chị Si. Uống một cái ngọt nữa. Đoạn này là mình đã gần về tới homestay của mình rồi, sắp phải chia tay các bạn nhỏ ở đây. Mình đi bộ hết một vòng bản thì hết khoảng tầm 2 tiếng rưỡi. Về đến nơi thì chị chủ homestay đang chuẩn bị mận để ngâm rượu. Mọi người tới Sapa thì nên thử một lần trong cuộc đời uống rượu mận này nhé. Đảm bảo sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Mận ở Sapa có kích cỡ nhỏ hơn những mận khác, mùi thơm nhưng mà rất là chua nha. Đang chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Thế tại như vậy 8 giờ tí nữa chị đi pha xong rồi chị gọi em nhá. Ơ bây giờ 6 giờ đấy nhỉ. Em biết là chị này dân tộc gì, dân Thái đấy. Dân Thái ạ? À? Thái trắng ấy. Nhìn nếu mà để mà ấy thì ra ngoài đường này chắc phải nghiêng nước nghiêng thành. Phòng lên. Mai đi luộc đi bẻ về bu. Nếu mà đi với lại ở đi dọc đường mà có đám hoa cỏ thì hoa ghen cỏ phải hờn. Úi giời. Kinh lắm bạn này. Xin chào. Đi thôi. Homestay có 2 tầng và tầng trên cùng thì mọi người có thể view được toàn cảnh bản Tà Van cũng như là view hoàng hôn rất là đẹp. Hướng dẫn viên tên là gì? Tôi tên là Bôn. Tôi tên là Bôn hả? Và đây là hoàng hôn ở Sapa. Mình có một mơ ước là mình có thể được ngắm hoàng hôn ở thật nhiều nơi ấy, mọi người. Bây giờ tiếp tục đi bộ với sự hướng dẫn của hai em bé này. Thôi, cách chạy ít thôi. Cứ quay đây. Chúng ta sẽ đi bộ đến ngôi nhà màu trắng ở đằng kia. Và đây là view homestay của mình nhìn từ xa. Thực sự thì nếu như có một dịp quay lại Sapa một lần nữa thì có lẽ là mình vẫn ở homestay này, bởi vì mình từ trước đến giờ mình chưa book được một chiếc homestay nào mình ưng ý đến như vậy cả. Phía bên này thì là những nương ngô và con đường chính mà mọi người đi từ thị trấn qua đây. Bây giờ là 6 rưỡi tối và mình sẽ có trải nghiệm tắm lá thuốc người Dao đỏ tại homestay. Ở homestay thì còn có cả dịch vụ massage, ăn uống và cả karaoke cũng có luôn nha. Phòng tắm này phải nói là có một chiếc view cực kỳ là đỉnh luôn đấy mọi người. Lạnh quá nên nóng, nếu mà lạnh nóng thì em xả thêm nước. Nước ấy dùng là khỏe người. Mệt mỏi thì mình tắm người nó thoáng, tối em ngủ nó dễ ngủ mà. Có sợ mình say không ạ? Tại em đi bảo say. Có người say, nếu mà em thấy khó chịu thì em ra khỏi bên này đứng một lúc nó lại đỡ mà. Mình sẽ ngâm thuốc lá khoảng tầm 20 phút, sau đó lên thay đồ và chuẩn bị đi ăn tối. Dù view rất là đẹp nhưng mình vẫn phải kéo rèm bởi vì trời còn rất sáng nên mình sợ là sẽ có ai đó nhìn thấy mình bên trong ấy mọi người. Mỗi phòng tắm thì đều có 2 chiếc bồn ngâm như thế này nên là bác nào mà đi chung với cả người yêu thì đúng là một địa điểm lý tưởng đấy. Học kiểu gì đây? Bữa tối của mình đã ra rồi. Bữa tối anh Phong chuẩn bị cho mình rất là đầy đặn, còn được tặng thêm cả 3 xiên thịt nướng rau cải nữa. Mệt như thế này thì phải tầm 2 người mới ăn hết được, chứ một mình thì vẫn còn thừa rất nhiều luôn.
sau thì mình tỉnh dậy lúc 10 giờ sáng và bây giờ thì mình mới có thời gian làm room tour cho mọi người được. Phòng cũng khá là nhỏ và xinh, ở ngay cửa ra vào sẽ là một nhà vệ sinh. Phía bên này thì sẽ có một chiếc bàn, có một chiếc tivi nhưng mà không có gương trang điểm nha mọi người. Đây là một giường ngủ lớn dành cho hai người. Mọi người có thể nhìn thấy là phòng có một chiếc cửa sổ rất lớn nhìn ra bên ngoài. Và thiết kế phòng thì được làm bằng gỗ hết. Ở bên ngoài thì có đường đi được lát bằng gạch đá và có những căn homestay cũng tương tự như vậy. Homestay được trồng rất nhiều cây cỏ và hoa nên là mình rất là thích. Đây là bữa sáng phở gà không hành đã được giao ước từ tối hôm qua với anh Phong. Một chiếc phở gà thực sự rất là nhiều gà và ăn mãi mới hết luôn. Làm gì đấy? Liên và Bôn thì đã đồng hành cùng mình suốt thời gian là mình ở homestay. Và bây giờ cũng đến lúc mình phải chia tay hai em bé để đi vào trong trung tâm thị trấn Sapa rồi. Kết thúc hành trình một ngày rưỡi ở bản Thả Van, mình không hiểu sao mình và Sapa hình như có một sợi dây gắn kết vô hình nào đó mà mình vừa đi mình đã cảm thấy rất nhớ và muốn quay lại rồi. Chắc là sẽ hẹn gặp lại Thả Van ở một ngày gần nhất nhé.